Thì ở đây cũng nhắc cái câu chuyện mà ông cấp cô độc sắp chết đó, để cho tất cả mình nhớ, để rồi mình soi lại nơi mình, để có một cái sự thức tỉnh nơi mình. Tức là ông cấp cô độc là một vị mà đại thí chủ thời Đức Phật đó, thì khi mà ông sắp lâm chung đó thì ông cũng có bệnh, cho nên khi mà được tin ông trở bệnh nặng đó, ngài Xá Lợi Phất với ngài A Nan mới đến thăm. Đến thăm thì ông cấp cô độc nằm trên cái giường bệnh, ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan đó ngồi trên cái ghế ở bên cạnh giường, thì biết ông là còn sống không được bao lâu nữa, cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài mới nhắc nhở cho ông, ngài mới nói: này ông cấp cô độc, ông đã sống một cuộc đời cao thượng và hữu ích cho gia đình, cho xã hội và cho giáo pháp. Thì trong buổi thuyết pháp vừa qua ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng á, thì Đức Thế Tôn cũng đã tán thán công đức của ông như thế. Thì mọi việc đáng làm ông đã làm trong suốt cuộc đời, giờ đây thì ông nên bình tĩnh để mà lắng nghe tôi nói, và ông hãy thực hành theo. Tức là ngài nhắc để cho ông thực hành theo trong cái giờ phút cuối này. Thì ngài Xá Lợi Phất nào nói tiếp: này ông cấp cô độc, bây giờ ông nên quán như sau: là mắt không phải là tôi, tai không phải là tôi, mũi lưỡi thân cũng không phải là tôi. Tức là mắt tai mũi lưỡi này không phải là tôi. Thì đợi cho ông quán tưởng một chút xong, ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói thêm: bây giờ ông nên tiếp tục ông quán tưởng như thế này: là những gì tôi thấy không phải là tôi, những gì tôi nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc chạm cũng không phải là tôi. Ha? Tức là gì tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, xúc chạm đó cũng không phải là tôi. Ha? Thì đợi cho ông cũng thực hành xong chút, rồi ngài Xá Lợi Phất ngài mới chậm rãi ngài nói tiếp: bây giờ ông nên quán tiếp thế này, là ông nên quán tưởng rõ ràng như thế này: là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý không phải là tôi, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp cũng không phải là tôi, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, giác, suy nghĩ cũng không phải là tôi. Vì nếu mất một hay tất cả 18 thứ đó thì tôi vẫn là tôi, không bị sức mẻ gì, tôi không bị ràng buộc và giới hạn trong những yếu tố ấy. Tức là ngài dạy quán về căn, sáu trần và sáu thức này, nó cũng không phải là tôi, thấy không? Rồi ngưng một lát, ngài Xá Lợi Phất nói tiếp: bây giờ thì ông nên quán tưởng như thế này: là thân xác này không phải là tôi, cảm giác đau đớn này cũng không phải là tôi, sự suy nghĩ này cũng không phải là tôi, sự biến đổi của thân xác và tư tưởng không can hệ gì đến tôi, thấy không? Sinh tử không chạm được tới tôi, tức là sinh không làm cho tôi có, tử cũng không làm cho tôi mất. Tôi mỉm cười biết rằng cái tôi chân thật chưa hề sinh, cũng không bao giờ diệt. Rồi đây thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy quán sâu thêm một bước nữa, thấy không? Là quán cái thân xác này nó không phải là tôi, cái cảm giác đau đớn này cũng không phải là tôi, thấy không? Nó cũng là vô thường, cảm giác đau đớn này là nó cũng là vô thường thôi, không phải là tôi, thấy không? Rồi cái sự biến đổi của thân xác cũng như cái tư tưởng cũng không can hệ gì đến tôi, thấy không? Rồi vậy thì sinh không làm cho tôi có, mà tử cũng không làm cho tôi mất được, thấy không? Cho nên tôi mỉm cười biết rằng tôi chân thật chưa hề sinh, cũng không bao giờ diệt. Thấy được cái tôi chân thật đó, thấy không? Thì ông cấp cô độc ông thực tập theo tới đây thì ông mỉm cười, tức là ông cảm nhận được cái điều đó. Rồi bỗng nhiên ông chảy nước mắt ràn rụa trên hai gò má. Thì ngài A Nan ngài thấy vậy ngài mới ngạc nhiên, ngài mới hỏi: ủa ông cấp cô độc xong lại khóc, ông có nuối tiếc cái gì không, hay là ông quán chiếu không thành công? Thì ông mới thưa là: thưa thượng tọa, tôi không có nuối tiếc cái gì, nhờ đã nhiều lần được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp cho nên hôm nay tôi quán chiếu rất thành công. Nhưng tôi cảm động quá, vì suốt 35 năm được phụng sự Đức Thế Tôn và gần gũi
các vị thượng tọa mà chưa bao giờ tôi nếm mùi vị giáo lý thậm thâm vi diệu như hôm nay. Tức là ông cảm xúc là gì, cảm nhận được cái giáo lý cao siêu vi diệu này. Thì Ngài Anan mới bảo ông Cấp Vô Độc, pháp môn quán 18 giới phân biệt và quán bát nhã này, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ cũng thường được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy luôn. Thì ông mới thưa thượng tọa, xin thượng tọa bạch với Phật là cho giới cư sĩ cũng được nghe để hiểu và thực hành giáo lý thâm diệu này. Thì ngay buổi chiều hôm đó thì ông mất. Thì đó quý vị thấy, đó là một cái cách chết của người cư sĩ mà thắp sáng lên chánh pháp đó.